cắn mà. Bảy mươi tám Phú Yên. Dạ. Em ra Huế, Phú Lục. Lục ở đâu? Em ở Thủy Ca. Thủy Ca. Dạ. Em gửi chỉ tiêu nha, chứ hôm nay em đi bắt sữa nhưng mà em phạt sữa là có danh sách đăng ký hết rồi, chứ kêu ngang đâu có sữa đâu mà đưa. Có người khác là phải đưa cho họ, chứ lấy có người họ thì lấy đưa đâu mà họ sai. Mà chị chịu khỏi đi mua sữa giúp em đi. Dạ. Ôi trời ơi, nó đại ghê kìa. Dạ. Ôi trời má ơi. Ôi trời ơi, đại vậy sao? Đây bà nội. Cháu cho mẹ khẩu trang đi. Đặt khuẩn nó vô trên nhà chứ. Rồi cảm ơn em. Lấy ra. Em đi. Đi giúp cho em phân. Ủa em... gì, quay đi lên trước đi, tụi em đâu có chuẩn bị. Em quay lên đây, hôm nay chị là xin. Bởi chứ em xin hoa mà không được. Giúp giúp cho chị luôn hả? Dạ, nhưng mà bây giờ đưa cho chị, em cũng mang tiền theo nhiều nữa nè, em đưa cho chị chục khôi. Đưa chục khôi người khác làm sao? Nhà hôm nay em mà xin, bữa trước em xin mà không được. Mà nói đi không được, được thế nào ai đồng hương á, nói xin đồng hương bữa trước mà không có đồng hương. Ngày nay là em chỉ cho những người hỗ trợ từ thiện thôi. Một người em cho 1 triệu với là từng sữa thôi. Nhưng hôm nay là em đi phạt sữa. Dạ. Bởi là em phạt cho mấy bệnh nhân, không chị muốn thì chị ghi lên trước. Dạ. Chứ lúc em mang đi giống như mấy chục người em mang tiền đủ mới cho mấy chục người, bây giờ em đưa cho chị gái là người khác nó không có, nhưng phải khó khăn gì cả. Như dạ. Gì? Rồi, rồi em đi. Dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Múa mà chị đắng lên đó thì có gì đâu. Thì em đắng nhưng mà ba ngày tối không có. Sao tối thì em chưa bao giờ mất một bài nào cả. Dạ. Và là từ khi làm thì nguyện cho em chỉ mất 3, 4 phần ở Gò Vấp không phạt kịp. Âm 12 là có 4 phần là phạt kịp là...